Thưa quý vị và các bạn, đúng vào ngày này cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 70 về việc thành lập Ủy ban Trung ương Hộ Đê, nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để công tác phòng chống thiên tai ở Việt Nam được triển khai có tổ chức và hiệu quả từ Trung ương tới địa phương. 70 năm qua, những người làm công tác phòng chống thiên tai đã rất nỗ lực và đạt được nhiều kết quả trong việc giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi đau mà nhiều gia đình phải gánh chịu sau mỗi đợt thiên tai bão lũ. Cách đây tròn 10 năm, hàng trăm ngư dân mãi mãi nằm lại biển khơi bởi cơn bão Chan Chu. Nỗi đau của những người ở lại trong phóng sự ngay sau đây một lần nữa nhắc nhở chúng ta, dù ở thời kỳ nào, thiên tai vẫn chưa bao giờ hết phức tạp và khó lường. Với 87 người chết và mất tích sau bão Chan Chu, xóm trài Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam nổi tiếng cả nước với một tên gọi nhói lòng, xóm không chồng. Với người phụ nữ này, năm 2006 đã trở thành dấu mốc đau thương nhất trong cuộc đời của chị. Tháng 3, tiễn chồng ra biển. Vài ngày sau, chị nhận được tin người chồng đã vĩnh viễn không trở về sau một tai nạn ngoài khơi xa. Tháng 5, tin dữ lại dồn dập đổ về. Cha, anh và em trai của chị cũng một đi không trở lại sau cơn bão định mệnh Chan Chu. Tới gia đình em là 4 người. Mất chồng thì họ kêu có cho các anh để nương tựa, còn em không có để nương tựa. Hôm mai tôi, anh trai em hồi nữa cũng 24, 25 tuổi. Có người yêu rồi anh ạ. Mà nhà em không có... Cái là không có tấu số như họ để mà có giao cái chắc. Cách nhà chị Phụng chừng vài trăm mét, chị Huệ đã mất đi một nửa gia đình sau thảm họa Chan Chu. Chồng và hai con trai của chị đều đang nằm lại giữa trùng khơi. Những bức ảnh chưa bao giờ có đủ mặt các thành viên trong gia đình. Còn nữa là thì còn đất ruột. Nhiều khi cũng muốn chết mà không biết chết mình cách mô để chết. Những con mấy đứa nhỏ, quá nhỏ. Đặng Văn Láng là một trong những ngư dân may mắn trở về được sau bão Chan Chu. Nhưng cha của cậu thì không có được may mắn đó. Với Láng bây giờ, biển là nơi cha cậu đang an nghỉ. Hôm nay, Láng bắt đầu một phiên biển mới. Vượt qua sóng gió, vượt lên những đau thương, chàng ngư dân trẻ lại vững tay chèo vươn ra biển lớn. Không có ai mà lồm được cái cho mình được những mái ấm gia đình hết, rồi mình vẫn đô ra những cuộc lao động của mình đi làm nuôi em, nuôi út, nuôi mẹ, nuôi em.